Chào tất cả mọi người đến với kênh của Bàn Thờ Duy Tâm. Nay Duy Bàn Thờ hữu duyên giới thiệu tới mọi người mẫu bàn thờ treo tường Chân Thọ 02. Trước mắt mọi người có thể thấy đây là mẫu bàn thờ treo tường rất là đơn giản, gọn gàng, với những thiết kế rất là thanh lịch. Chúng ta có thể sử dụng mẫu bàn thờ này để thờ cúng ông bà tổ tiên này, thờ Phật, thờ thần linh hay là thờ Chúa, thờ ông công ông táo. Đây thì giới thiệu tới mọi người, kích thước của bàn thờ là 48 x 81. 48 tức là chiều sâu của bàn thờ, còn 81 tức là chiều ngang của bàn thờ. Các kích thước của bàn thờ treo tường thì được Duy Tâm đóng theo cung lỗ ban, có phong thủy tốt, giúp đem lại tài lộc, may mắn, tiền bạc, sức khỏe cho gia chủ. Các bạn có thể thấy thì bàn thờ treo tường của Duy Tâm là được đóng theo chất liệu là gỗ sồi Mỹ. Hiển nhiên các bạn có thể thấy tại sao lại có những cái đường vân gỗ đẹp như thế này. Bởi vì bàn thờ được đóng với gỗ thịt, gỗ sồi Mỹ, cho nên khi mà phun bóng lên như thế này thì chúng ta sẽ thấy được cái đường vân gỗ nổi rất là đẹp. Với thiết kế là gọn gàng, thanh lịch, chúng ta có thể sử dụng kết hợp bàn thờ treo tường ở phòng khách hoặc là phòng thờ riêng thì càng tốt. Thường thì với không gian như nội thất của ngày nay thì chúng ta thường sử dụng bàn thờ một là ở phòng khách, hai là ở tầng thượng, hoặc ba là ở phòng riêng. Có phòng riêng, phòng thờ riêng thì quá tốt rồi, rất là tốt cho phong thủy, vượng khí. Tuy nhiên như nhà chung cư, một số khách hàng của Duy Tâm thì chủ yếu là ở chung cư hay là nhà phố mà chúng ta có không gian phòng khách là bé, lắp ở phòng khách luôn, thì chúng ta sử dụng cái bàn thờ treo tường như thế này thì rất là phù hợp luôn. Các gia chủ có thể dùng mẫu bàn thờ treo tường Chân Thọ 02 này với kích thước là 48 x 81. Chúng ta có thể đặt từ 1 đến 3 bát nhang. Chúng ta thờ gia tiên, thờ Phật, thờ Chúa, thờ thần linh, thờ ông công ông táo đều được. Với kích thước này thì bề ngang chúng ta có thể đặt được 1 cho đến 2 khung ảnh, tùy vào kích thước của khung ảnh. Ví dụ như khung ảnh bé như là 20 x 30 thì chúng ta có thể đặt được 2 khung ảnh. Còn bát nhang là đặt được từ 1 đến 3 bát nhang. Và trên bàn thờ thì Duy khuyên là chúng ta nên sử dụng thêm tấm chống bóng khói cho bàn thờ. Với mẫu bàn thờ treo tường với kích thước 48 x 81 như thế này thì Duy thấy phù hợp với tất cả mọi không gian, từ chung cư cho đến nhà đất, nhà phố có diện tích phòng khách bé, chúng ta đều sử dụng với kích thước này để thờ cúng được hết. Hoặc là một số khách hàng của Duy là thuê nhà, chúng ta chưa có điều kiện để mua nhà, chúng ta là con, là cháu, vẫn hướng về tổ tiên, vẫn muốn thờ cúng thần Phật, thì chúng ta vẫn có thể mua bàn thờ treo tường về, chúng ta sử dụng để thờ cúng. Sau này chúng ta chuyển nhà thì Duy Tâm sẽ hỗ trợ di rời sang nhà mới cho các bạn. Nếu các bạn có nhu cầu thỉnh bàn thờ treo tường hay là tấm chống bóng khói, những cái phụ kiện thờ cúng, thì các bạn có thể liên hệ cho Duy Tâm qua hotline 0386 149 178. Duy có để ở góc trái màn hình nha các bạn. Các bạn có thể lưu lại thông tin liên hệ của Duy như sau: số điện thoại hoặc là Zalo 0386 149 178. Địa chỉ cửa hàng của Duy Tâm 25/17 đường Nguyễn Du, phường 7, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Website khônggianthờcúng.com, fanpage Bàn Thờ Duy Tâm và kênh YouTube chính thức của Duy Tâm là kênh này luôn, có tên là Bàn Thờ Duy Tâm. Mọi người nếu còn bận, chưa có thời gian gọi trực tiếp cho Duy Tâm thì mọi người có thể để lại số điện thoại ở dưới phần bình luận của video này. Duy và đội ngũ sẽ liên hệ trực tiếp cho mọi người để tư vấn cho mọi người những cái mẫu bàn thờ treo tường có kích thước, có mẫu mã, màu sắc phù hợp với không gian phòng nhà mình, phù hợp với tông nội thất, màu sắc của nhà mình và phù hợp với cái kích thước, cái nhu cầu thờ cúng của gia đình nhà mình. Duy Tâm chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, tài lộc. Chào mọi người.